Mẹ đang đưa con trai tới trường, vừa ngẩng đầu lên, phát hiện trên đầu mỗi người đều có một con số. Hai nữ sinh này đều hơn 400, mẹ em bé này là 391. Gâu gâu là con số không tròn trĩnh, nhưng học bá đầu hói đi qua đường này lại là 703 điểm. Đó là bạn đứng đầu khối con đấy. Thi 3 năm rồi, lần thi thử này được 703 điểm. Chẳng lẽ đây là điểm số thi đại học? Mẹ quay đầu nhìn con trai mình, quả nhiên chỉ có 211 điểm. Đúng là một học sinh rốt đúng nghĩa. Nhưng mà chuyện thần kỳ là, để Tiểu Mãn và học bá nói chuyện với nhau thì con số trên đầu có thể tăng lên một chút. Mẹ mừng không chịu nổi, con trai rốt nát của tôi được cứu rồi. Ngày hôm sau mẹ liền lên kế hoạch tăng điểm cho Tiểu Mãn. Sáng sớm 5 giờ gọi cậu dậy đọc sách. Đừng có cãi, điểm đang tăng lên thật đây này. Có B rồi suy ra AC là kiên trì chính là thắng lợi. Trừ việc học ra, buổi sáng còn phải nuốt lòng đỏ trứng gà, ăn một quả tăng một điểm. Lời quá, thế buổi trưa phải làm bữa thập toàn đại bổ mới được. Bào ngư, óc chó, sữa bò, bơ sữa, bánh ngọt. Ăn càng bổ, số điểm trên đầu Tiểu Mãn sẽ tăng càng cao. Đọc sách càng nhiều, Thanh Hoa Bắc Đại đều không còn là giấc mơ nữa. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của mẹ, chưa đến mấy ngày sau, lần thi thử lần này của Tiểu Mãn đã đạt được thành tích trong top 10 của lớp. Thầy giáo rồi bạn học khen không dứt miệng, ngay cả Hoa Khô lớp cũng chủ động đến tìm cậu xin học cùng. Muốn được tiến bộ nhanh như cậu, tôi sớm học theo chị thì tốt rồi. Học cho chăm vào, tiến bộ từng ngày, tuyệt vời, mẹ thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Tiểu Mãn đạt được trạng nguyên, vừa có mặt mũi vừa có tiền thưởng, còn gì tốt đẹp hơn nữa. Nhưng rất nhanh, đã xuất hiện vấn đề rồi. Tiểu Mãn làm liên tục mấy tập đề thi, mà điểm số vẫn cứ dừng lại ở 555. Làm thế nào cũng không lên được nữa. Hai mẹ con đã đến thời kỳ chững điểm rồi. Tiểu Mãn rất là không vui, quay về phòng đàn hát giải tỏa áp lực. Kết quả bị mẹ phát hiện, cậu vừa cầm lấy cây đàn, điểm số liền tụt xuống. Vừa bỏ tay ra, điểm số liền dừng lại không giảm nữa. Tiểu Mãn hiểu rồi, thì ra hòn đá ngáng chân cậu đến với đại học chính là giấc mơ âm nhạc. Lập tức đứng lên định đập vỡ cây đàn, nhưng đây là bảo bối quý giá của cậu, cậu không nỡ ra tay. Tiểu Mãn chỉ đành nhờ mẹ giúp, đây là thứ con thích nhất mà. Đập, Tiểu Mãn ra ngoài cổ vũ mẹ ra tay thật mạnh, mà mẹ cũng ác thật, đầu đàn và thân đàn cũng bỏ nhau mà đi rồi. Con xem, đập như này được rồi nhỉ, mẹ. Điểm con lên chưa? Không phải chỉ tăng một chút thôi đâu. Tiểu Mãn thừa thắng xông lên, quay người liền xe hết số tranh ảnh dán trong phòng, đĩa CD thích nhất cũng bị đập thành từng mảnh nhỏ. Còn cả ukulele, headphone, những thứ liên quan đến âm nhạc cậu đều phá hết sạch. Mẹ đứng lặng yên trước cửa, gương mặt toát lên vẻ lo lắng, đây còn là đứa con trai vô tư vô não của mình sao? Ngày hôm sau, mẹ thấy đứa nhỏ nhà hàng xóm học tập nghiêm túc quá, mà lăn từ trên cầu thang xuống gãy chân, mẹ không kìm được mà liên tưởng đến dáng vẻ Tiểu Mãn cũng bị thương vì học nhiều, sợ hãi mà lập tức chạy về nhà. Ai ngờ một giây sau, đã nhìn thấy Tiểu Mãn đi từ nhà tắm ra, đang tự cạo đầu chọc cho mình. Con đang làm gì đấy? Cạo đầu tu trí. Mẹ, mẹ xem điểm con đã tăng chưa? Sau khi nhận được kết quả khẳng định, Tiểu Mãn mừng hết biết, còn mấy ngày nữa thôi là thi rồi. Cậu định tiết kiệm thời gian ăn uống ngủ nghỉ, để làm đề thêm, còn ép một cốc nước rau cần, óc chó các thứ cạn sạch. Thấy con trai cố gắng như vậy, trong mắt mẹ lại toàn là nước mắt. Mẹ, nhất định con sẽ học thật chăm chỉ, không phụ sự hy vọng của mẹ. Thấy Tiểu Mãn lại muốn về phòng học tiếp, mẹ lập tức ngăn cậu lại, đưa Tiểu Mãn đến quán ăn đêm, mua cho con mấy món gà rán thịt xiên mà con thích nhất. Tiểu Mãn lại không có hứng thú. Đúng lúc mẹ đang không biết phải làm sao thì nhìn thấy gần đó có ca sĩ đang hát, lập tức gọi người ta đến, giật lấy guitar nhét vào tay Tiểu Mãn, hy vọng âm nhạc có thể khiến cậu quay lại dáng vẻ thiếu niên nhiệt huyết như trước. Đàn một khúc đi, đàn một bài. Đang phát điên gì ở đây thế? Mẹ đang chuẩn bị phản ứng thì cậu học sinh đang ngồi cùng bàn lại phát hiện tay Tiểu Mãn bị rách rồi, thấy màu đỏ rồi. Đại cát đại lợi, mình phải về nhà làm đề thôi. Nhìn thấy con trai biến thành như vậy, mẹ vô cùng suy sụp, tự trách mình không nên gây áp lực cho con, khiến Tiểu Mãn bây giờ học nhiều đến tẩu hỏa nhập ma. Nhất định vẫn còn cách cứu vãn. Tiểu Mãn đang dẫn đầu các bạn trong lớp tiến hành tuyên thệ, bỗng dưng nghe thấy một loạt tiếng trống. Nghe tiết tấu này là bài hát mà cậu viết đây mà. Tiểu Mãn theo các bạn học mà đi đến trước sân khấu. Nhìn thấy sân khấu đơn giản và những người bạn cùng chơi nhạc với mình, trong lòng Tiểu Mãn có một tia xung động. Lúc này mẹ bỗng nhiên xuất hiện. Thì ra mẹ từ chỗ bạn học đã biết được nguyện vọng lớn nhất của Tiểu Mãn là đem bài hát mà mình viết hát cho các bạn nghe. Hiện giờ mẹ đến giúp cậu thực hiện nó. Nhìn cây đàn đã được sửa lại, Tiểu Mãn rưng rưng nước mắt. Nếu như con vẫn muốn lên đó cùng họ điên cuồng một lát thì phải bỏ ra bao nhiêu điểm? Nhìn con số không ngừng giảm xuống trên đầu con, mẹ Tiểu Mãn cười tươi nói, đã tăng lên 20 điểm rồi. Tiểu Mãn lúc này mới yên tâm đi lên sân khấu, đàn lên thứ âm nhạc mà cậu đam mê. Khoảnh khắc đó, không hề có áp lực thi đại học, cũng không cần quan tâm đến điểm số. Cậu có thể là một Tiểu Mãn chân thực nhất. Thật ra rất nhiều phụ huynh đều giống như mẹ của Tiểu Mãn, mong con trai thành rồng,
mong con gái thành gió, nhưng thứ cần chú ý nhiều nhất là sức khỏe tâm lý của con cái. Không nên chỉ vì cắm đầu vào học mà lãng phí mất thanh xuân chúng nên có.